Xin chào cô chú anh chị và các bạn đến với bãi kiển của Thanh Luân. Hôm nay chia sẻ cùng chú anh chị các bạn một số cây mai cúc thoa hương để mình là lấy bo mình ghép làm giống ha. Như anh Thanh đây đang ghép cúc thoa hương này nha cô chú anh chị các bạn, từ một số cây mà mình bán làm giống cho người ta phải không anh Thanh? Dạ. Dạ. Mấy cây đó mình làm giống đều tốt hết anh ha. Dạ. Dạ. Như là anh đang ghép này, hàng này cũng mini phải không? Này cả chừng nào mình giao lưu được anh? Cái này em ghép khoảng 20 ngày nữa là giao lưu được rồi anh. Dạ. Dạ. Này mình cho cô chú anh chị các bạn xem là mình lấy bo từ những cái cây mình giao lưu cô chú anh chị các bạn ha. Nên cô chú anh chị các bạn yên tâm mà mua về mình lấy bo để mình ghép nha cô chú anh chị các bạn. Một số clip mình có demo đầu cho cô chú anh chị các bạn xem mà bông á, nó ra từ những cái cây ghép lấy bo mình ha. Ở đây vườn giống đa chủng loại nha cô chú anh chị các bạn, giống gì cũng có hết ha. À, bông đẹp luôn nha. Đó, cho cô chú anh chị các bạn coi lại mấy cây cúc thoa hương nha. Đó, như cái cây này là cây ghép cúc thoa hương này cô chú, lấy bo từ những cái cây mà mình bán cho cô chú anh chị các bạn làm giống đó ha. Đó. Là bông nó ra là gì nha cô chú, là khoảng từ 36 cánh trở lên nha. Vườn mai thì ở đây rất là nhiều, có gì thì cô chú anh chị các bạn liên hệ trong số điện thoại clip mình quay nha. Anh em nha, nay giao lưu với anh em về cây cúc thoa hương ha, dễ giống luôn nha. Tiếp tục giao lưu cúc thoa hương nha anh chị các bạn, này ngày 3 tháng 5 nha. Âm thanh mình thấy gì mà cũng được nữa ha. Rồi, đây okay, là cây số 1 của clip 3 tháng 5 nha cô chú. Cây okay, để đẹp. Cây này em ghép 3 bo anh em. Để đẹp luôn. Để là có cây mua dễ bo rồi Tết luôn ha. Rồi đầu anh nha. Cây này mình 14 anh em. Rồi quanh thân 14. Chiều cao chỉ có 35 hơn anh em. Cao 35. Đó, cái này giá 800 bao ship nha. 800k bao ship toàn quốc. Đó, cái này em gỗ có 50.000 nha. Có chuyện ship nữa. Ra đến trăm mấy là 200.000 đó anh em. Rồi đó nha. Quay ngoài nha. Đọc qua xuống hỏi nhiều nhiều nha. Để xuống hỏi mình tay trắng nha. Vậy đó. Đây số 2 nha anh em. Ngày 3 tháng 5 nha. Rồi cây cúc thoa hương số 2 nha cô chú anh chị. Đó, cây để đẹp nha. Cái này em ghép 3 bo nha. 3 bo mà tàn đầy đúng nha. Cái mắt lá này em lấy là ghép được bo nè. Đầu nè. Này lấy cỡ hơn chục bo nè. Nó về ghép rồi anh em dưỡng không tết lấy bo nữa hoặc là chơi luôn nha. Này anh em thường xuyên nhắc đọt anh em. Để nó phượt ra nó không có bo nha. Nó không có nụ bông, nó không có đạt à. Nó cái này là 14 nha anh em. Còn thân 14. Chiều cao là 40 nha anh em. Chiều cao 40. Nó thì cho luôn với cái này giá 900 bao ship nha. 900k bao ship toàn quốc. Có cây nhỏ, giá nhỏ ha. Rồi. Số 3 anh em. Rồi cây cúc thoa hương số 3. Cái này đàn cũng đẹp, cái này 3 4 bo. Có cái này 4 bo. Có cây đế rất đẹp nha. Đi nha cô chú. Có cái nách lá đâm nhiều lắm anh em. Có anh em lấy được bo nhiều nha. Cùng lấy cỡ chừng 20 bo nữa về giữ còn nửa tháng nữa anh em. Có cái này ngắt đọt nha. Để nó phượt quá cho lâm cái nắp ra. Phượt quá này nữa lấy bo không có nhiều nha. Đó. Cho anh miếng volume nha. Rồi số điện thoại em ơi. Số điện thoại em là 07 0536 7086 nha anh em. Số điện thoại Zalo luôn nha.
anh em có nhu cầu thì liên hệ em luôn nha. Đó. Mặt hàng từ 800 cho tới vài chục triệu cũng có luôn anh em. Đó, anh em thích giá nào có giá đó luôn nha. Đó, thì đủ loại giá, đủ loại cây chứ nha. Rồi đi tour sao em? Rồi cho thông số luôn em. Nó chưa biết, chưa thẩm định giá đó, được. Giá được. Thì theo cái tour, cái này hoành dưới đo chỗ này là 17 anh em. Máy bay xịn thì giá bự một chút. Máy bay mà cỡ Vietjet Air thì giá rẻ. Là hoành chỉ có 12 13 thôi anh em. Rồi hoành 12. Có chiều cao là 48 anh em. Cao 48. Có giao luôn với giá này là 1 triệu bao ship toàn quốc nha. Rồi giá 1 triệu bao ship toàn quốc. Có cây để đẹp, nhiều bo nha. Đây là cây số 4 anh em. Rồi cây cúc thọ hương số 4 nha cô chú anh chị các bạn. 325. Cây vẫn siêu nha. Đọt nha anh em. Đọt cho nó đâm cho nó ra nha, chứ anh em không ngắt đọt nữa cho nó xịu, không có nhiều bo nha, không nó không có đạt. Giống này nó vậy nha anh em. Giống này phải ngắt luôn nè, đục luôn nè. Rồi cho thông số luôn em. Còn cái này là 16 nha anh em. Rồi quanh thân 16. Có chiều cao là 51 anh em. Cao 51. Giao lưu giá cái này là 900k bao ship toàn quốc nha. Giá 900k bao ship toàn quốc. Đó. Em mua về lấy bo chạy Tết luôn. Cái này anh em về chỉ cần tứ dưỡng rễ 7 ngày một lần nha. Cộng thêm với là thuốc sâu bọ chỉ nha, cũng 7 ngày một lần. Cái luôn. Này mình nghiêng xuống cho dán đổ được không? Cái này mỗi dán đổ được anh em. 7 ngày một lần ha. Dạ. Chúng hai 7 lần nha. Dạ. 7 ngày một lần nha. Chứ 7 lần chết cả nha. Này mới nhấn đổ thì xưa cái đó ngang còn đọt kia đó, con nhấn cho là đổ bị. Mình đổ mình chơi nợ với chứ đổ. Này. Này. Cái này là cây số 5 nha. Cái này dán gì lên? Cái này trực lắc nha. Trực lắc, ủa lắc ha, lắc ngồi vậy. Lắc xíu. Ủa lắc ngang nhiều lắm mà. Mình không biết kêu dán luôn nha cô chú anh chị. Thì là cái gì cô chú anh chị các bạn ném đá nhẹ nhẹ thôi, ném gần tới thôi đừng trúng nha. Nên trứng thì trúng mà. Trúng chảy máu đau luôn. Đó, cây rất đẹp nha. Thật sự ra nha. Cũng không biết nhiều ha cô chú. Biết mai màu vàng lá màu xanh thôi. Rồi cho thông số luôn em. Vì lá này nó màu đỏ đỏ chứ không biết không. Thật sự ra không phải cái gì cũng biết hết ha cô chú anh chị nha. Cây này hoành 14 anh em. Hoành thân 14. Chiều cao 35 nha anh em. Cao 35. Đó, còn chiều dài là 50 nha. Nhà ngang 50. Đó, cây này giao luôn với giá 800k bao ship toàn quốc nha. 800k. Cây này dán trực lắc hả? Cái này lắc hơi nhiều một chút nha, theo mình nha cô chú. Như con gắn vậy đó. Ừ. Rồi, cái này mưa luôn bự bự lên là cho nít lên ngồi chụp hình luôn. Rồi, đỡ cây. Cái này dán quẹo nha cô chú. Cái này dán quái nha anh em. Cái dán quẹo mà có đít nè. Lộn có để chứ. Dán quẹo đó ha. Thấy nó quẹo quẹo kêu bằng dán quẹo. Cái này thấy quái quái thì kêu bằng dán quái. Thôi cái này em ghép 4 bo nha. 4 bo tàn đầy nha. Thấy bo rồi toàn anh em. Cái này mini nha cô chú anh chị các bạn. Mini để đẹp nha. Để đẹp còn quái nữa. Này hoành thân chỉ có 11 thôi nha anh em. Hoành thân 11. Chiều cao 55 nha. Cao 55. Cái này như quý đá 800k bao ship toàn quốc nha. Rồi 800k bao ship toàn quốc. Số hỏi em là 07 0536 7086 nha anh em. Rồi. Đó.
anh em có ném đá ném nhẹ hơn nha, ném bự quá bể đầu anh em. Ném nhẹ quá cây chết. Gãy bo hết. Sao mỗi lần đi cái này kéo quần cái. Tới sáng chưa ăn gì quá. Cây số 7 anh em. Rồi cây cúc thọ hương số 7, cái này vẫn siêu hả? Hay trực lắc? Vẫn siêu. Vẫn siêu mà. Siêu với lắc sao nó giống giống nhau vậy lần? Lắc khác, lắc công công, còn siêu này nó siêu. À, lắc là do nó công công mà lắc phải không? Siêu nó không có lắc. Siêu thì nó siêu siêu phải không? Đó, tàn quá siêu. Giờ này dán siêu mà dán siêu nó dễ chịu nha cô chú. Gọn cây ha, đẹp. Cái siêu này mình kêu cho nó nếu đúng như kêu bài cũng đúng luôn. Họ siêu tinh nhân anh chị ơi. Siêu nhân. Cây này hoành 15 nha anh em. Hoành thân 15. Đây, chiều cao cho 40 thôi nha. Cao 40. Đó, xin cho lưu với giá này là 1 triệu bao ship toàn quốc nha. 1 triệu bao ship toàn quốc. Đó, anh em mua mấy cây nhỏ nhỏ thì về đấy bo được ghép được khoảng 1-2 cây nha. Chứ không có nhiều nha. Đây cây nhỏ, cái nhỏ nữa. Dạ trời ơi, lỗ rồi dậu ở đây đi mày lưng nó cái nắm cái vùng cừ quá cho cô chú anh chị các bạn coi mình đang đứng dưới dốc cái cây cái này là cái cây cây ngải nè, nó rụng lên đầu cái bụp. Chưa bị khách hàng ném đá mà bị cây ném chứ. Rồi cái này trực lắc đó hả? Đúng trực lắc luôn. Trực lắc luôn. À. Đó, trực lắc đây đẹp hết. Rồi mình mốt mình nhớ là trực lắc rồi nha chứ không phải là cái gì. Gắn lông hay gắn gì hết ta? Cũng được luôn. Gắn ba bo anh em. Vậy là gắn tí, cái lộn gắn tỷ. Gắn là tỷ. Ừ. Rồi. Hàng tiểu không nha. Ồ, nhỏ nhỏ thôi chứ có vỏ nè, thấy đẹp không á. Vậy là mai mốt có mai gián tị không em? Dạ, không biết nữa, nó hơi xuôi nha. Cái này hoành 13 anh em. Hoành thân 13. Chiều cao 42 anh em. Cao 42. Cái này là 800.000 bao ship toàn quốc nha. 800k bao ship toàn quốc, cây số 8. Chúc tạ hương nha cô chú anh chị. Số điện thoại là 07 0536 7086 nha anh em. Anh em. Ồ, cái này đẹp nha cô chú. Ủa, này có bộ đế đẹp. Cây cúc thọ hương số 9 nha cô chú anh chị. Ok, bộ đế hết sức là đẹp nha. Đế nổi lên luôn. Rồi cho thông số luôn em. Này nhỏ mà đế đẹp nha cô chú. Nhỏ mà nó có vỏ đó nha. Đây là hoành 11 anh em. Hoành thân 11. Chiều cao là 42 anh em. Cao 42. Đó, nhìn giao lưu với cây này giá là 800.000 bao ship toàn quốc nha. Rồi 800k bao ship toàn quốc, cây số 9. Cái này anh em mua về mua cái chậu kiểu để vô rất là đẹp nha. Rồi đó, Tết mà nhâm nhi miếng trà nắm bông ha. Rồi, cây số 10, cây cúc thọ hương cuối cùng của clip này. Cây 11 nữa hả? Cây này số 10 chưa cuối nha cô chú. Này hơi lọt vô cây 11 nữa. Cây này đế cũng đẹp lắm nha cô chú. Nó cũng có rễ nè. Cây cúc thọ hương số 10, 4 bo. Có bo này mới tháo bọc nha. Tháo bọc. Tình lễ nữa là nó đâm gần cái gan tay anh em. Giống này nó mạnh lắm nha. Cây này hoành 15 anh em. Hoành thân 15. Chiều cao là 42 anh em. Cao 42. Nói xin giao lưu giá cây này là 800.000 bao ship toàn quốc nha. 800k bao ship toàn quốc. Đó, cây này nó nhỏ, giá thì nhỏ mà ship nặng lắm anh em. Đồ chậu ớn hồn. Rồi.
Cây số 11, cây cuối clip phải không em? Là cây cuối clip luôn. Gặp em lại mua cây này về em cho đổ xuống rồi đó. Thật ngược lại, úp lại là đổ liền à. Thằng cây nợ chứ đổ. Cái này chỉ lật ngược lại đó là đổ liền. Đổ liền. Trồng rễ và rễ nó sáng sáng lên, không rễ nó không đi xuống. Cái chật lắc này rất là đẹp nha. Ôi cái này chật lắc hả? Mà nó không hiểu chật lắc làm sao luôn trời. Dán lớp hồi đầu. Những lần dán lông hồi đầu. Rồi đâu anh nha. Quanh cái này là 17 nha anh em. Quanh thân 17. Chiều cao là 50 nha anh em. Cao 50. Như lưu giá này là 1 triệu rưỡi bao ship toàn quốc nha. Rồi 1 triệu 500k bao ship toàn quốc. Rồi cho lại số điện thoại em ơi. Số điện thoại em là 070536 7086 anh em. Cái này có chèo nắp nhựa nha anh em, nó được nhiều bo. 1.500k nha cô chú. Rồi cuối video chào khán giả em ơi. À, chào anh em nha. Nhớ ủng hộ em gì đó nghe con nói rồi. Xin cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã ủng hộ Thanh Luân ha. Cô chú anh chị các bạn có nhu cầu liên hệ chăm sóc mai hoặc là mua mai giống này giống kia đồ thì liên hệ Thanh Luân giúp mình luôn nha.